Hello everybody, welcome back to my Toon Game channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Toon Game mình trong hôm nay. Trong video series 8 tựa game nổi bật nhất trong thời gian vừa qua và mình bắt đầu luôn từ game đầu tiên chúng mình là của bạn nào. Origins 3. Let's skip. We should use headphone to have a high experience. Samantha, Jessica, they disappeared from the ruins at night and police still can't find them. Where are you girls? Where are you girls? Joking. 3 weeks ago, when we went back from our classes, summertime, Jessica, we met an old woman. She was sitting by the dormitory entrance. When we came closer, she attacked us. She grabbed my hand and told us to leave this cursed place. Something evil lurks there, she said. It steals your soul while you sleep. Leave this place while you can. Oh then my she God. Burst into tears. Đây, we got scared and ran away. While she left, sitting on the ground crying and hugging some old soft toy. After that, girls started to disappear. One by one. One by one. First Samantha. First Samantha. And Jessica. Then Jessica. Maybe I will be next. Maybe I will be next. Chọn cần đi mà chơi thật các bạn. Find the real. Let's play. And try on. This is no dream. It's really. Ta cần phải tìm ra tất cả những chiếc chìa khóa. Không có được chuẩn thác ở đây là bạn. Let's see here. Oh my God. Be careful. Những bình máu này để duy trì sự sống lại để cho có thể tiếp tục đi tìm lấy chiếc chìa khóa này. Be careful. Oh my God. Oh my God. Two or five keys we found. Anh có báo nào vậy? We have to find out the keys. Five keys in the house. No one and nothing here. Oh my God, chúng ta đuổi đến nơi chúng ta là vậy. Chúng ta chạy đi đâu rồi?
except for a golden boss. Tìm được một vàng nào các bạn. Đây là một trò chơi bắt nạn đó bạn. Không có thứ gì đặc biệt trong đây hết các bạn. Ok, Slenderman watch us. Anh cứ chuyển sang tiếng tiếp theo nào. Granny through escape by watch. By watch. Let's go. We have Granpa in the house. First day, ngày đầu tiên là các bạn. Sau khi cho tình trạng trong ngôi nhà này. Đầu tiên chọn xuống hầm đầu tiên các bạn nhé. Để tìm xem có món đồ gì không. Last food thì cho không cần đâu. Nothing here. Cut that in Granpa, but be careful. I see you. Chúng ta xuống cho đi lên nào. Trên này không ạ? Đã treo một chiếc tủ bạn này. Đó. Oh my god. Chỗ không thể chạy thoát được phạt đấy các bạn. Cho ăn lên đây. Plus. Đây, cho các cầu chì cho ai đi các bạn. Cánh cửa phía dưới sẽ không còn lắp điện ở ngoài nữa. Push key. Special key. I see you. Oh my god. One way down. Good.
我还说这个吧。大点儿，再接着聊。Ranch。ก็ได้ก็ได้ก็มาช่วยเขาได้ถามคุ้มสัตว์เดียวติดตกช่วงทำโลโก้ด้วยนะโอเคเราได้เปิดได้เดี๋ยวเอาท่อน้ำไว้ที่ไหนก่อนแล้วก็ทำสัญญาณที่บอกไปได้ก่อนเราใช้งานกันเลยนะครับจุดคิวตาเดนเนี่ย Be carefulOpen the door by this key. Let's use a safe key one. Choose your hand on. Door handle.อะไรมาชักกบกระด้างนะครับโอเคแฮงวิวเฮลิคอปเตอร์มินิวที่จะคว้าแล้วก็บูสกี ใช้จักรยานเนาะเวปันคีตัดเท่าไรแล้วอ่ะSo I can. This was it, right?ชุดเป็นล็อกกี้เรนจ์เป็นล็อกกี้เย้
không ăn những thứ ở đây đâu. Good. Dapat cerita mana kak? Masa sudah udah bina. Tay nắm đây bạn, chị tay lái đi, chị chìa khóa tàu, cho cần phải thêm padlock key nữa bạn, mở được cái cổng, cổng ra thì cho đi được bạn nhé. Yeah. We need to open the gate first. Ok, giờ mình cùng bạn chuyển sang từ game thứ ba cho các bạn nào. Granny. Còn quay một của chị Looper cho nó cũng khám phá nào. That's right. Continue. Has painting. Chuyển sang team thứ tư rồi về nào. Slender free, Slender man free, play Edison, play Edison, we choose that. Oh, good everybody, that's we need to find the side, only side to escape here. Okay, yeah, here we go. Yeah, what does he want from me? Điều tiếp theo là gọi đó là những bảng màu trắng và những chữ màu đỏ on your list. Suicide found. Oh my god. Cho tìm hết tất cả dấu hiệu bằng những chiếc bảng này trong đây, cho có thể chú tác ở đây các bạn. Còn bây giờ mình cũng chuyển sang tiếng thứ năm nào. Slendrina.
Let's go. Thanks very much. Here we go. Chuyển sang tiếp theo vào. Let's play. Granny. Let's play. Let's go. Oh no, tôi vừa bị crash rồi các bạn, crash game. Và mình chuyển hướng tới game cuối cùng cho mình nào. Granpa, Granny. Start game. Classic. Chapter 2. We choose heavy mode. Xe cho nó bị bẫy rồi các bạn, còn cho gần một số xe để tìm mới giải thoát cho xe.
chapter 2. Here we go. Dale conmigo. Small, small home. Chicho para acá. We go inside the house and find something good for us. Okay. No more village. We need village. Oh my god. No, he died. Ok, hoặc là mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo cho channel Toon Gameplay của mình nhé. Thank you so much and see you soon. Bye bye.